Bốn lời tiên đoán về tương lai của phù thủy Ukraine. Một trong số đó đã gây sốc. Số phận cuối cùng của Ukraine sẽ như thế nào? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phù thủy Mikhail Nietzsche đã để lại một lời tiên tri nổi tiếng cho Ukraine. Rất nhiều người cho rằng ông đã dự đoán chính xác những diễn biến trong tương lai. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như tác động của những sự kiện này đối với toàn cầu. Phù thủy trong tiếng Ukraine có nghĩa là lời cầu nguyện bảo vệ, đồng thời được cho là có khả năng siêu nhiên và hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên. Họ thường thích sống ẩn dật ở vùng núi, sa mạc hoặc rừng rậm để đạt được sự hài hòa hoàn toàn với tự nhiên. Mikhail Nietzsche là một bác sĩ nổi tiếng người Ukraine, cũng là vị phù thủy cuối cùng của dãy núi Karpat. Ông sinh vào ngày 24 tháng 2 năm 1930 tại Yasinovata thuộc Ukraine và cũng qua đời tại đây. Năm 2010, ông đã được trao tặng giải thưởng công nhân văn hóa ưu tú của Ukraine cho 40 năm phục vụ trong một ban nhạc có tên Cheremosa String. Theo Nietzsche, ông là hậu duệ của Danilo Nietzsche, một chỉ huy người Ukraine trong cuộc nổi dậy Khmelnytsky. Trong những dự đoán của mình về tương lai Ukraine, ông Nietzsche nói rằng nguồn gen của chúng ta đang dần cạn kiệt, nhân loại đang hướng tới sự suy thoái hơn là tiến bộ, đặc biệt là thảm họa tan rã và việc phân chia khu vực Carpathian của Ukraine cho người Hungary và Séc. Lviv, một thành phố của Ukraine, sẽ thuộc về Ba Lan hay phía đông và trung Ukraine, cũng như Bukovina sẽ trở thành một phần của Romania. Tuy nhiên, phía tây Ukraine vẫn tồn tại. May mắn là cuối cùng Nietzsche đã nói rằng điều này chỉ là tạm thời, vậy nên hy vọng về việc tái thống nhất Ukraine vẫn còn có thể xảy ra. Có người đã hỏi ông rằng khi nào Ukraine sẽ phục hưng. Ông ấy nói rằng hiện tại dưới hình thức này, Ukraine sẽ không bao giờ phục hưng mà sẽ trở thành một quốc gia hoàn toàn khác và không được hồi sinh trong những khu vực ban đầu. Câu trả lời mang ý nghĩa rằng, mặc dù đất đai sẽ bị chia cắt, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện một quốc gia mới trong tương lai, và quốc gia ấy sẽ do hậu duệ của Ukraine thành lập. Nơi phục hưng tiềm năng của Ukraine có thể là lục địa Bắc Mỹ. Đối với Mỹ, ông cũng giống như nhiều nhà tiên tri khác khi nói rằng Mỹ sẽ không tránh khỏi số phận suy tàn. Ngoài ra, trong dự đoán thứ tư, Nietzsche nói rằng những thế lực có sức mạnh tồn tại ở chiều không gian cao hơn trên thế giới sẽ can thiệp vào sự phát triển của con người trên trái đất thông qua thiên tai. Mục đích của việc này là điều chỉnh thế giới dựa trên nhiệm vụ biến đổi đặc biệt của mỗi khu vực trong tương lai. Nietzsche thấy rằng trong tương lai, địa hình của các vùng biển và núi non trên khắp thế giới sẽ thay đổi. Cuối cùng, toàn bộ thế giới sẽ chứng kiến một sự kiện biến đổi toàn cầu xảy ra song song với sự thay đổi chính trị và lịch sử. Vậy nên, nếu trái đất trải qua sự thay đổi từ nhiều hướng cùng một lúc, nó sẽ mang một hình dạng hoàn toàn mới. Yếu tố tinh thần và vật chất sẽ đồng thời trải qua sự biến đổi mỗi ngày, mang đến cho chúng ta một thế giới ngày càng mới mẻ hơn. Tất cả những dự đoán trên được Nietzsche nói ra trước khi ông qua đời vào năm 2011. Vào thời điểm từ năm 2005 đến 2007, phù thủy Mikhail Nietzsche đã nhắc đến sự chia cắt của Ukraine, nhưng tất nhiên là không ai tin vào ông ấy. Xét theo tình hình hiện tại, quốc gia này vẫn chưa đạt đến mức độ mà dự đoán của Nietzsche đã nói đến. Nhưng đối với những xung đột hiện tại vẫn đang còn tiếp tục, không ai dám chắc lời tiên đoán trên có thể xảy ra trong một tương lai gần hay không. Thực ra Nietzsche từng là một người bình thường và làm công việc kế toán tại một trang trại nhà nước. Nhiều người nói ông ấy là người giản dị và thân thiện, hoàn toàn không có vẻ ngoài hoặc hành vi nào liên quan đến phép thuật. Tuy nhiên, nhiều người khác lại tin rằng Nietzsche không chỉ có khả năng dự đoán tương lai mà còn có thể kiểm soát thời tiết. Vào năm 1989, ông được mời tham gia một lễ hội mang tên Chevunaruta ở Chernosi. Lúc lễ hội diễn ra, do thời tiết không được tốt nên ban tổ chức đã mời Nietzsche thực hiện một nghi lễ, và thực sự thời tiết đã trở nên ấm áp vào ngày hôm đó. Cả cuộc đời của Nietzsche đều sống một cuộc sống đơn giản và khiêm tốn. Ông nói rằng bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, Nietzsche còn rất thích giúp đỡ mọi người,
có sự am hiểu sâu sắc về văn học và nhiều kiến thức khác. Tuy nhiên, những dự đoán chính xác về chính trị mới là điều làm cho ông trở nên nổi tiếng. Vào thời điểm Tổng thống Ukraine cũ, Yanukovych vừa đắc cử, ông đã dự báo rằng vị Tổng thống này sẽ chỉ cầm quyền trong 3 năm do bị ám sát. Tuy nhiên là sự thật Tổng thống Yanukovych không cầm quyền 3 năm, mà chính xác là 4 năm, từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014. Và mặc dù sự an toàn của vị Tổng thống đã bị đe dọa, nhưng cuối cùng ông vẫn may mắn sống sót. Tuy dự đoán táo bạo của Nietzsche không thực sự trở thành sự thật, nhưng xét về các chi tiết cũng không chênh lệch nhiều. Sau này, Nietzsche cũng dự đoán về sự chia cắt của Ukraine và dự đoán chính xác về các hoạt động quân sự trong tương lai. Đáng chú ý là tất cả các dự đoán của ông đều được ghi chép rõ ràng dưới dạng video từ năm 2005 đến năm 2007. Nietzsche đã đưa ra những dự đoán đáng lo ngại về tương lai của Ukraine. Ông nói rằng quốc gia này sẽ phải đối mặt với sự chia rẽ bởi những dối trá và sỉ nhục mà không có cách nào tránh khỏi. Trong tương lai, Ukraine sẽ không còn tồn tại và các dân tộc sống ở đó sẽ phải phân tán đến những quốc gia xa xôi khác. Chỉ khi đó họ mới có thể tìm thấy hòa bình. Những cánh đồng sẽ tràn ngập mùi hôi thối của xác chết, nhưng đất nước bị hủy hoại này không đáng được thương xót. Ông cũng chỉ ra nguyên nhân của sự hủy diệt không thể tránh khỏi, rằng một dân tộc đã quên đi quan hệ huyết thống của mình và cố gắng chinh phục một dân tộc khác có liên hệ huyết thống với họ. Vì vậy, họ sẽ chắc chắn gặp phải sự phản ứng dữ dội. Ngoài ra, theo lời Nietzsche đã tiên đoán, bản đồ của Ukraine sẽ xuất hiện các tình huống sau đây. Đầu tiên là khu vực Carpathian, ngoại vi của Ukraine, sẽ thuộc về người Hungary và người Séc, cũng như vùng Lviv sẽ bị ảnh hưởng bởi Ba Lan. Ở phía đông và trung tâm Ukraine vẫn sẽ nằm dưới sự ảnh hưởng của Nga, còn Bukovina sẽ trở thành một phần của Romania. Dự đoán của phù thủy Mykhailo Nietzsche đã chỉ rõ rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại, nhưng đó chỉ là một hiện tượng tạm thời vì họ sẽ tái sinh trên lục địa Bắc Mỹ. Ông nói rằng trong tương lai, sau một giai đoạn người cũ sẽ bị thay thế bởi người mới, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn gấp 7 lần so với hiện tại trước khi đạt đến đỉnh điểm. Ukraine sẽ không còn tồn tại như hiện nay. Dự báo của Nietzsche dường như là một chuyện vô cùng khó tin, nhưng không ai có thể biết chắc chắn về tương lai. Ngoài ra, ông luôn nhấn mạnh rằng sự phát triển của các sự kiện có thể thay đổi, nhưng Nietzsche chắc chắn rằng số phận của Ukraine thì không. Vậy thì cuối cùng, lãnh thổ Ukraine hiện tại sẽ xảy ra điều gì? Có phải là sự xuất hiện của một quốc gia hoàn toàn khác biệt và sẽ sinh ra một thế giới hoàn toàn mới? Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.